và mi tai hay tiếp theo các bạn cũng nhưng mà khí yêu này trong sơ cấp thì chúng ta cũng học khá là nhiều rồi cũng tăng tung nào đúng không thì chúng ta cùng nhau luyện tập lại một tí ôn tập lại một tí nhá ví dụ phức sự nhé thì thứ nhất trong Min Nam mình đã quen thuộc với hai cách sử dụng của yo nhé là hai ví dụ như sau mọi người đọc nghe qua nhá やっと 日本語の新聞が 読めるようになった. Trời ơi, thầy ơi, em sướng quá. Cuối cùng thì em cũng đã đọc được tiếng Nhật rồi. À, nhầm, đọc được báo bằng tiếng Nhật rồi đấy. Ok. Đấy là mẫu thứ nhất. Trong mẫu này chúng ta chú ý là gì nhỉ? Trước yoni này thì sẽ là gì nhỉ? Động từ chia ở dạng khả năng. Tức là nó biểu thị một sự thay đổi về trạng thái nhé. Từ trạng thái chưa thể làm được này sang trạng thái có thể làm được cái khác. Đấy, câu thứ hai. Tonari no heya wa đare mo inai yo desu. Hay. Thì ở căn phòng bên cạnh đúng không? Đèn này tắt không có âm thanh tiếng động gì cả. Mình đoán là hình như là chẳng có thằng nào. Thì chỗ này nó nghiêng về cái nghĩa suy đoán nhá. Thì hôm nay cái yo chúng ta học gì ạ? Ok. Yo thứ nhất, yo có nhiều là yo đúng không? Da này, na này đúng không? Yo da desu. Ok. Yo da. Thì bởi vì là hai cái clip lần này bọn mình chủ yếu muốn tập trung về cái cách nói so sánh của người Nhật. Thì hôm nay cũng vậy, vẫn là so sánh, mà so sánh như này là so sánh ví von hai sự vật có cùng tính chất, hình dáng hay là dáng vẻ như nhau. Và những từ đi kèm thường trong những cái câu như thế này thì chúng ta gặp những cái từ như là marude, chodo, ikanimo, atakamo. Ok. Vậy thì chúng ta bước vào một câu thứ nhất. Fuyu na no ni atakakute marude haru no yō desu. Mấy hôm nay trời nắng ấm đúng không? Ôi dồi ôi, mặc dù là mùa đông thế nhưng mà trời ấm cứ như thể là mùa xuân vậy đấy. Câu thứ hai, nemutteru koromo tuyu no wa tenshi no yō da. Ồ, mọi người ngắm những cái đứa bé mà đang ngủ không ạ? Những cái đứa bé mà đang ngủ ấy thì cứ như thể là thiên sứ vậy. Chúng ta so sánh cái hình ảnh của em bé lúc đó với cả một hình ảnh của thiên sứ nhá. Ok. Câu thứ ba, rất là thú vị đúng không? Anokumo, anokumo wa inu no yō na katachi o shiteru. Nè, ngồi ngắm trời. Cái này yō na này các bạn tưởng tượng nó như là một tính từ đối na nhé. Là đứng sau khi mà có na xuất hiện thì đứng sau nó sẽ là một danh từ. Hay. Ngồi ngắm trời ngắm đất không thấy trên trời có đám mây. Inu no yō na katachi o shiteru nè. Bạn chú ý nhá, katachi o shiteru là gì? Có hình dáng như là cái gì đó. Shiteru desu nè. Hay là gì? Ngày xưa mình hay nhầm là katachi ga aru desu ne. Ga aru. Hay là kao o shiteru đúng không? Có khuôn mặt, có vẻ mặt gì đó. Đúng không? Ok. Tiếp theo, đó là nani nani yō ni desu ne. No yō ni. No yō ni. Đấy. Câu này cũng là bước câu thứ 5 này. Nihongo no benkyō tte no wa marude game no yō ni kangaeta hoga ii to omoimasu. Không biết mọi người còn nhớ câu này không nhỉ? Trong cái clip mà mình nói về việc học tiếng Nhật đấy thì có nói câu như này đúng không? Cũng tập đi cũng dùng cái yō ni này nhá. Thì câu này là gì nhỉ? Tôi nghĩ rằng làm sao? Tôi nghĩ rằng thì cái việc học tiếng Nhật ấy thì mọi người nên suy nghĩ nó giống như là một trò chơi thì sẽ tốt hơn. Đấy, hay dạ. Rồi các bạn. あの二人が話しているとまるで喧嘩をしているように聞こえる。あ、hai người đấy nói chuyện khi mà nói chuyện với nhau thường hay gì nhỉ? Nói một giọng rất là to đúng không? Nên là khi mà nghe gì nhỉ? Hai người nói chuyện thì cảm giác như là họ đang cãi nhau. Đang cãi nhau vậy. OK. じゃあ七番。七番ですね。今日は仕事が山のようにたくさんある。Trời ơi, thầy ơi, chán quá thầy ạ, hôm nay việc của em nhiều cứ như là núi ấy. Làm sao bây giờ? Nè. Thế? Hay. Thế thôi, no yo ni desu ne. Ok, xong một cái, okay. Mitai. Chúng ta chuyển sang mitai desu ne. Mitai, giống hệt như là no yo ni, no yo na. Về cơ bản thì nghĩa nó sẽ giống hệt với yo mọi người nhá. Ở cái cách sử dụng mà là so sánh đấy. Thì hai cái nó khác nhau cái gì ạ? Thì chỉ đến cách sử dụng thôi. Một cái yo thì mình sẽ gặp nhiều trong văn viết. Còn mitai mình sẽ gặp nhiều hơn trong hội thoại hàng ngày nhá. Nói chung là rất là nhiều kiểu này đúng không? Nói chung là nghĩa thì không khác nhau gì nhiều đâu. Đúng rồi, chém đi, kéo gì đừng suy nghĩ nhiều cho nó hãy ngã. Đấy, Ichiban. Thôi thì cho không phải đọc, nó giống như câu kia rồi. Câu trên đúng không? Mắt đệ haru mitai desu. Ok. Câu 2 thì giống này. Tenshi mitai da.
đứa trẻ và thiên sứ đúng không? Câu thứ ba này. 先生でしょ？子供みたいな服を着ないでほしいな。はい。Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Đường đường cũng là giáo viên đúng không? Thì giáo còn gì? Em. Hả? Thôi thầy ơi. Giá như anh đừng có mặc mấy bộ quần áo trẻ con không tốt không? Ừ. Đúng không? Gì dù gì cũng là giáo viên cả rồi, già cả rồi. Hai. Mình đi thêm một vài ví dụ nhá. あなたみたいに日本語が上手になりたいです。câu này rất hay nói đúng không? あなたみたい hay là彼みたいに đúng không? Tôi rất là muốn nói tiếng Nhật giỏi như là bạn. Như là bạn. Muốn đến ước gì tiếng Nhật của tôi giỏi giống như là cậu ấy. Nè, hãy chào cô bạn. Cô bạn. 彼女みたいな人になりたい. Mọi người có cô nào không? Tôi mà muốn... nhìn cô ấy mà mình làm sao nhỉ? Muốn trở thành một cô gái giống như là cô ấy vậy. Bạn từng ですね. Đấy, chị. Các bạn. あの人は日本人みたい. Mình nhìn người đó nó cử chỉ, điệu bộ, giọng nói tất cả các thứ đúng không? Cái người đó sao mà giống người Nhật thế? Người Nhật thế đấy. Đúng không? Ba của chúng ta ngày hôm nay kết thúc tại đây. Hả cô? Vâng, kết thúc rồi đấy. Chả có gì là khó khăn cả. Hay. Trong các clip tới thì cô giáo cố gắng dạy làm sao thật là dễ hiểu vào nhá. Lần sau thầy có học cùng em, à quên, dạy cùng em nữa không? Không phải dạy, nói chuyện cùng em nữa không? Không biết được, mình còn phải tính đã. Hãy. Hãy, bye bye các bạn. Chào, minasan, bye bye. Mata.